Mấy ngày gần đây, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước đối với Đường Văn Thái và đồng phạm. Ngay sau đó, VOA tiếng Việt loan tin, tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ, Ben America, hôm 30 tháng 10 lên án mức án 12 năm tù đối với ông Đường Văn Thái, cho rằng bản án này rõ ràng vi phạm quyền tự do ngôn luận. Thứ nhất, nói về Đường Văn Thái, hay còn gọi là Thái Văn Đường, sinh năm 1982 tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là người được đào tạo cơ bản, có thời gian tham gia hoạt động công tác đoàn và làm hợp đồng tại phòng quản lý đất đai huyện Đông Anh. Thái đã từng thi công chức nhưng không đỗ nên nảy sinh bất mãn, rồi xin nghỉ việc. Sau đó Thái đi Hàn Quốc học về chuyên ngành quản lý đất đai theo dạng tự túc. Thời gian này Thái thường xuyên móc nối tham gia vào các hội, nhóm chống đối như hội nhà báo độc lập, hội anh em dân chủ, tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội để phát tán những bài viết, hình ảnh chứa đựng những thông tin không đúng sự thật, bóp méo, thổi phồng, bôi đen hình ảnh đất nước, kích động người dân tham gia vào các hoạt động gây rối chống phá nhà nước Việt Nam. Sau khi về nước, Thái đã chuyển vào sống tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục các hoạt động chống phá ngày càng manh động, biết rất khó tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, Thái đã tìm cách trốn ra nước ngoài với mục đích xin tị nạn chính trị. Năm 2019, Thái đã được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn tại Thái Lan chấp thuận cấp quy chế tị nạn. Thế nhưng, những chấp thuận đó đều có thời hạn, chính vì thế, y càng phải ra sức xuyên tạc, công kích, bôi đen nhà nước Việt Nam hòng lấy bằng chứng để được cấp quy chế tị nạn vĩnh viễn và có thể định cư sang nước thứ ba. Vì thế trên các diễn đàn mạng xã hội ở trong và ngoài nước đã lên tiếng chia sẻ về bộ mặt thật của Đường Văn Thái. Nhất là thông tin về vụ bắt giữ y khi đang cố xâm nhập về nước, gây xôn xao dư luận của giới chống cộng cờ vàng. Thứ hai, về tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ, tổ chức này thường tiếp nhận thông tin một chiều, thiếu khách quan từ các tổ chức, cá nhân vốn có quan điểm thiếu thiện trí hoặc có thái độ thù địch với chính quyền một số quốc gia. Bỏ qua thực tế khách quan nên nhiều lần tổ chức này đã đưa ra các quan điểm lên án hoặc yêu cầu chính quyền nước này, nước khác về các vấn đề dân chủ, nhân quyền nên cũng rất dễ hiểu vì sao văn bút Hoa Kỳ lại lên tiếng bảo vệ cho đường văn Thái. Trên thế giới ở mọi quốc gia không thể có thứ tự do nào vô giới hạn, vô chính phủ, đứng ngoài pháp luật. Do đó, tự do ngôn luận ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải luôn đặt trong khuôn khổ của pháp luật của quốc gia đó. Luật pháp quốc tế cũng như pháp luật các quốc gia đều khẳng định quyền tự do ngôn luận không phải là một quyền tuyệt đối, mà phải chịu những hạn chế nhất định nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội, nhà nước, của người dân. Ở Việt Nam, các quyền con người trong đó có quyền tự do ngôn luận của công dân luôn được đảng, nhà nước tôn trọng và bảo đảm. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định, đồng thời cũng kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm pháp luật, gian đe, trừng phạt thích đáng đối với những đối tượng có hành vi vi phạm. Thực tế, tại phiên tòa xét xử đường Văn Thái, hội đồng xét xử nhận định việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội đúng quy định của pháp luật các bị cáo bày tỏ ăn năn hối cải mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật do đó luận điệu của tổ chức văn bút hoa kỳ cho rằng bản án đường văn thái là vi phạm quyền tự do ngôn luận cũng chỉ là nhai lại mớ luận điệu cũ rích mà thôi